Đã đến với kênh Hải Đăng Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu top 11 những vật thể quý giá nhất vẫn còn đang tồn tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta, và những vật thể là những hình thù lạ nhất đang hiện có trong đất nước Việt Nam. Và đây là những tờ vé số từ năm 1980 đến giờ vẫn còn tồn tại. Những tờ vé số này nó rất có giá trị ở những thời đó. Đây là chiếc xe đạp của thời chống Pháp và vẫn còn giữ nguyên những nét đẹp. Chiếc xe đạp do Pháp sản xuất cho đến nay là bao nhiêu năm vẫn còn tồn tại trên đất nước Việt Nam. Và đây là hình thù những cục đá mà xuất phát từ mưa đá tại miền Bắc của nước Việt Nam. Cái hình thù những viên đá này nó rất là những con virus rất là lạ. Xe được sản xuất từ năm 1967 và 1969 nhưng vẫn còn tồn tại ở nước Việt Nam. Và thiết kế là một cái bàn ủi quần áo sử dụng bằng than thời chống Mỹ, bộ lư hương đồng thời chống Pháp vẫn còn lại, hiện giờ đã rất là lâu rồi tồn tại Việt Nam. Và những đồng tiền Việt Nam rất có giá trị hồi xưa, hồi thời năm niên 80, còn những đồng tiền này tuy không còn giá trị nữa nhưng vẫn còn tồn tại trên nước Việt Nam. Chiếc đèn mang sông của Đức được sản xuất từ năm 1914 cho đến nay vẫn còn tồn tại trên nước Việt Nam và trở thành một quý hiếm. Và những chiếc bình trà cũ kỹ như xưa. Đây là cặp đèn tà đăng ngày xưa người dân chúng ta hay dùng để thắp sáng. Và đây là hình thù